Sirius Thế Giới Tiếng Hon chào đón 3 bộ sưu tập hoàn toàn mới. Thức uống mini 2 với hơn 12 công thức hấp dẫn, hay trang trí nội thất với 3 chủ đề: cây kiểng, làm nến và bể cá. Chỉ 4 bước đơn giản: sắp xếp nguyên vật liệu, trang trí lung linh, thêm resin, phơi nắng trong 5 phút. Ta-da! Tác phẩm đã hoàn thành. Hoặc thử ngay bộ sưu tập Halloween với 3 công thức món ăn độc quyền. Đến ngày với Magic Kingdom trên toàn quốc để sưu tập hơn 24 công thức mới lạ từ Miniverse Thế Giới Tí Hon.